dàn trận. Đại đô đốc của các ngươi đâu? Xử trí đám chuột nhắt các ngươi đâu cần nhọc lòng đại đô đốc. Nộp mạng đi. Bẩm thừa tướng, ngụy tướng Quách Hoài, tướng Mã Chiêu đang nghênh chiến với ngụy viên tướng quân. Sao lại là hắn? Chẳng lẽ kế của ta không thành? Coi chừng có bẫy. Bước lên vào đường. Trong cốc không có mai phục, trên núi toàn nhà tranh. Không ngờ đúng là nơi hắn để lương thực. Chúng ta vào trong thiêu cháy hết tất cả. Để cho tôi biết, gia cát lượng chẳng qua cũng chỉ có vậy. Vào thượng cốc. Chưa, chưa. Thank you.
thừa tướng, có phóng không? Cứ chờ thêm, chờ hắn tới cứu con trai. Đô đốc. Dạ. Thừa tướng có phóng không? Thừa tướng. Phóng. Mã đại. Yeah.
sống ra ngoài. Chiêu Nhi, cha, con không sao. Cha, cha có sao không cha? Cha, Chiều Nhi, cha, đừng tại con. Cha, con sai rồi. Con sai rồi. Con chúng ta hôm nay sẽ chết tại đây. Sợ đẩy xe lên chút đi. Trọng Đạt, ta tiễn ngài ngay tại nơi này. Ngài cứ lấy, nhưng ngài từng hứa với ta
tha cho con của ta. Được, chúng ta cũng là tri âm, tiếc là chí hướng lại bất đồng. Nhưng nếu ngài chịu tự vẫn, ta quyết không nuốt lời. Thừa tướng, tuyệt đối không thể được. Đa tạ. Không thể được, không được. Chúng ta sẽ nghĩ cách, chúng ta xông ra ngoài. Chúng ta có thể nghĩ cách xông ra mà chứ. Hôm nay là kẻ nào bao dây cho con ta? Chính là Khổng Minh. Nếu ta không chết cả ba cho con, sẽ chết tại đây. Tương mã gia ta phải tồn tại, không được mềm yếu như vậy. Mã Ý, ngài hãy mau tự vẫn, nếu không cả ba cha con của ngài đều sẽ chết tại đây. Cha! Cha! Đại đô đốc, không được. Ông trời ơi, hãy cứu giúp đại hán đi. Trúng rồi. Cha! Cha! Con sai rồi. Con sai rồi. Tất cả là tại con. Là tại con. Là tại con. Thank you.
công tôn. Mau cứu đại đô đó. Mau. Cha không sao. Con trai giỏi, con trai giỏi, tâm duyên ý mã giỏi, đỡ ta gì. Khổng Minh. Ê. Chà, bắt xuống đi. Chà, chúng ta bò ra ngoài đi. Bò, bò, bò. Bò đi. Tướng đuổi theo, không thể để Tư Mã Ý thoát. Thủ binh!